trên con phố sầm uất, thế giới bia 116 Trung Kính mới, Cầu Giấy, Hà Nội. Với không gian đẹp, rộng rãi, thoáng mát, giao thông và bãi đỗ xe thuận tiện, thế giới bia thực sự hấp dẫn và lôi cuốn với rất nhiều thương hiệu bia nổi tiếng trên thế giới, đến từ các nước Mỹ, Đức, Bỉ, Pháp, Tiệp, cho đến các loại bia nhập khẩu với giá vô cùng hợp lý. Đến đây, thực khách tận hưởng những ly bia tươi, vàng óng sóng sánh, được rót trực tiếp từ tháp bia đông lạnh đến 0 độ C, mang lại cho bạn một cảm giác cực lạnh độc đáo với hương vị tươi ngon tuyệt hảo ngay từ cái nhấp môi đầu tiên. Công nghệ này giúp bia giữ được hương vị thơm ngon và độ tươi nguyên thủy. Cách thưởng thức loại bia tươi này cũng khá đặc biệt. Ly uống bia phải được rửa sạch, để khô tự nhiên và làm lạnh trước. Phải thay ly mới sau mỗi lần uống. Một vài ly bia tươi khó có thể làm bạn tránh choáng say, nhưng cũng đủ để bạn cảm nhận được hương vị tươi mát, đậm đà rất riêng. Bạn có thể thưởng thức món chân giò sốt kem cùng với bia tươi rất ngon. Chân giò này được chọn rất là kỹ lưỡng. Các bạn lưu ý để chọn khoảng 1 cân 2. Và chân giò phải thật trắng, không được đỏ đen. Sau khi mang về thì ngâm nước khoảng 30 phút để cho chân giò ra hết các nước đỏ, trắng. Sau đó các bạn đem hầm nhừ và cái nước sốt, quan trọng nhất là cái nước sốt. Thì là các bạn sẽ đánh nước sốt gồm có bơ, bơ Pháp và một số loại gia vị cùng với kem tươi, sữa tươi. Đấy, sau khi đậu sánh hòa quyện, chân giò hầm nhừ, để các bạn có thể dội sốt lên, ăn kèm với một số loại rau củ quả. Và sau đó kết thúc thì các bạn có thể ăn thêm một chút bánh mì chấm với cái nước sốt kem tươi, rất là ngon. Bên cạnh đó, nhà hàng còn có những món hải sản tươi sống như tôm, cua, cá, ghẹ, hàu, sò huyết và các món đặc sản vùng miền như cá sông Đà, gà đồi, ba ba sông được chế biến từ những đầu bếp tài hoa của nhà hàng. Thực khách sẽ cảm thấy hài lòng bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm và thân thiện. Nhà hàng Cô Tô Thế Giới Bia chính là địa chỉ vàng, là điểm đến lý tưởng của các anh em nghệ sĩ. Rất mong được đón tiếp quý khách tại Thế Giới Bia 116 Trung Kính Mới, Cầu Giấy, Hà Nội.